Ok anh em, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ tiếp tục đổi con Thiếu Lâm bỗng gì con Thiên Nhẫn nha em ơi. Đó cái gì phụ cho bang, lộn cho bang nha mọi người. Ok, bây giờ Khải sẽ đi đổi kim đã. Làm ăn nha. Làm ăn nha. Sau này muốn đổi về Thiếu Lâm thì tính sau. Này chuyển con này về Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn Thiên Ngội. Vừa đánh Thiên Ngội vừa lộn. Đó, vừa bùa xong rồi bùa xong thì đam Thiên Ngội vậy thôi. Nó đam một bùa thôi nè, kích một bùa thôi. Tại vì búp cái bùa âm thẳng đòn cho con Long Đao là được. Đó, hoặc là búp cho cả ba. Nói chung cứ loạn xong rồi búp xong thì xuống thải Thiên Ngội thôi. Đó, nó có thể là một lúc đánh hai kiểu. Rồi, vừa đam vừa loạn. Thêm cái bùa. Thì bây giờ Khải sẽ mua tiếng vọng một phái. Hai kim nè, hai kim là 150.000. Dao nè. Rồi. Đâu là cắt đồ à. Cắt đồ rồi hả? Đồ đạc thì Khải chuẩn bị sẵn bên tay phải rồi nè, em thấy chưa? Đồ đây. Nãy giờ quên cái dòng game anh em đây. Mới mua đây. Đồ đạc thì Khải chuẩn bị bên tay phải hết rồi nè. Xém nhớ tí nãy giờ làm video mà không ai xem nữa. Tại vì chưa chuyển màn hình nè. Rồi. Anh cái này đã làm phôi rồi. Còn là mới đẹp mà. Mấy chiều phôi. Nhẫn. Ngựa. Đó, đồ đạc đã sẵn rồi nè. Đó. Rồi, dứt thôi. Window. Ta muốn đổi Thiên Nhẫn đao pháp, chỉ mình đao pháp thôi, không có Thiên Nhẫn nào hơn nữa, không có Văn Long Kích luôn. Rồi con này cũng biết có lên đảo rồi, chắc chắn lên đảo này vì không điều điểm sức mạnh này nọ, giờ có tên vào cũng lên đảo thôi. Con này là Thiên Nhẫn nên là chắc chắn mình lên đảo rồi. Đây anh em ơi, xếp đồ anh em ơi. Anh em xếp tổng sơ qua xếp đồ. Đây. Dây chuyền. Tí nữa Khải sẽ mua dây chuyền kim khác cho ạc này. Kháng cả 10 trong bang có mấy dây. Áo kim. Nón thủy chống 40. Vũ khí chống 40. Kháng hộ hơi thấp làm sao. Thiên Nhẫn loạn vào lao đầu chết là được. Rồi. Đài. Đài ma sát. Đó. Làm chậm không bình. Chón các kiểu cũng được. Tính ra ạc làm chậm này thì làm chậm 46 này, 40 nữa là 86 này là 106 là đủ sức làm chậm rồi nè. Còn chón thì còn quá nhiều luôn. 30 chón này, 40 chón này, 40 chón nữa thì ạc này được 101 chón đó. Hiệu ứng khá là trâu, ứng khá là nhiều, khá là đẹp luôn. Kháng này nè, đó, kháng đầy đủ luôn, kháng băng luôn, đó, kháng lôi. Thằng thú của Lý, đó. Kháng hỏa. Chỉ xíu kháng hỏi, giờ chuyện tí nữa, xem chuyện kháng cả 10 nữa, dứt rồi. Rồi, ok. Giờ chắc phải lên đảo thôi em ơi, tại vì nó đường nào phải lên đảo. Tại vì cái tên hết tàu la biết đâu rồi. Tại vì đường nào, tại vì xếp đồ này. Đường nào phải lên đảo một lần miễn phí nè, miễn phí mà lo gì. Lên đảo. Dạ. Lên đảo. Đó, miễn phí nè. Tại vì đội phá được miễn phí một lần. Rồi, giờ tên mắt sinh khí. Dạ thôi. Tụi Thiên Nhẫn mà. Mất xong khí rồi châu chả làm gì. Cứ loạn xong đam xong loạn rồi thôi. Rồi. Đầu tiên thì Khải sẽ ưu tiên cái trong phái nữa. Thì mà giả thể trong phái này. Mà trong phái trước nè. Rồi bùa nè. Bùa thì Khải sẽ bóp cái bùa phản đòn cần chiến. Đó. Cho con Thiên Nhẫn kéo cho bang, phụ cho bang. Bắt bùa phản đòn. Càng bắn càng tốt. Rồi tiếp tục là theo chuyên đam thôi. Đó, một cái bộ thôi nè, một bộ đó bóp cho bang, là bóp cho bang xong đam thôi. Mắt thì ngồi lưu tinh mà. Ôi sao trong này là có skin Văn Long Kích nha, áo dịu vậy. Rồi lọn thì Khải mới có 7 kill thôi, đang đợi mua cũng lọn nữa được xong. Thiên ngồi lưu tinh này mát đam rồi, cũng ếch này
mắt đam rồi đó, thấy không? Mắt đam rồi. Đam ít vậy ta, đừng có xem đam ít vậy. Một, họ sát đao pháp nè, hai, ba ít nè. À, chung vũ trong phái, đây là vũ trong phái. Con này chủ đạo là loạn là chính nè, chủ đạo loạn là chính là mình cho ưu tiên máu, mình không cần đam. Đam thì khi nào nó bùa xong mình xuống nó đam nha, nó chỉ bùa những cái ai gần nhất mình thôi. Đó. Thì 4 cành 5. Đó. Là chuẩn đam luôn em, không thiếu pha nào luôn nha em ơi. Không thiếu skin nào luôn nha. Chuẩn đam cho thiên nhẫn thiên ngoại luôn á. Này, chống phái mát này. Skin sâu ít ma diện thất sắc mát này. Rồi skin bét thôi sơn điện hại mát này. Rồi skin mẫu ít thiên nhẫn đao pháp mát này. Và đơn chỉ liệt diện mát này đó. Và là mát hoàn toàn nha em. Không thiếu gì luôn á. Còn bùa đó thì bút một bùa thôi. Âm phản đoàn cần chiến thôi. Thằng nào đứng gần mình thì mình bút bút cho nó. Đó, loạn thôi. Là nó loạn thì đỡ trên này. Thì ngồi lưu tin. Bùa. Đó, bùa này. Bùa này. Đó, anh em có thấy bùa trên đầu này là bùa âm phản đam cần phản đoàn cần chiến. Đó. Rồi chưa? Cứ nó bùa xong là đam thôi anh em. Đó, bùa xong là đam. Đó. Con thiên nhẫn này làm việc nhìn nó là cứ bùa xong là đam. Đó. Bùa rất là nhanh. Tại vì tốc độ nội nó 81 lần nên nó bùa cực kỳ nhanh nên thiên nhẫn tầm này thì bùa thì khá hiệu quả. Đó. Đó, cứ nó bùa cái nó đam gái. Còn không thì đam. Đó. Quá hợp lý luôn. Tay 4k4. Mất 7k5. Trời ơi, vô ngày 10 nữa ai chịu nói. Ngày 10 nữa ai chịu nói nè. Đây, hợp lý luôn. Quan trọng là cái bùa này cho con phản đam 40%, gần 40%. Ban mình ở tầm này ít nhất phải một người một giáo đan hoặc là một người một con thiên nhẫn loạn thì mới ra ban nó mới khỏe được nè. Đó, giờ Khải cũng tư vấn hết rồi. Những việc còn lại là anh em vì ban mà lên thôi, hoặc là ban có thể hỗ trợ, đó là vì anh em thôi. Tại vì tuần trước cũng hỗ trợ hai con thiếu lâm bổng nhưng mà cũng không hiệu quả lắm. Bên kia côn lông xét nhiều quá, không hiệu quả lắm. Với lại giáo đan cũng nhiều quá. Đáng lý Khải định giáo đan nhưng mà Khải nghĩ thì thôi. Giáo đan thì Khải cũng tư vấn nhiều anh em chuyển giáo đan rồi, nên là Khải chuyển cho thiên nhẫn. Vừa có thở chủ động loạn, vừa có thở chủ động loạn đối phương. Loạn thì tầm này loạn lên được xác suất 60% khiến xấu mục tiêu, đúng không? 60% mà khiến xấu người, mà chết một cái nữa là khiến xấu người nữa là chỉ cần con này nó chết một cái là 12 người rồi. Nếu mà mát thì khá là cao luôn. Nếu mà mát thì loạn thì trên 15 người, 16 người lận nữa. Đó. Vừa loạn vừa bùa là ban hợp lý luôn. Rồi, quá hợp lý luôn em ơi. Thế đó vô xe. Không còn nổi tên đâu, còn đó. Xuống đảo. Ta muốn rời khỏi nơi quái quỷ này. Rồi, sẽ đốc bạc tù các bạn. Cho anh em xem sẽ đốc bạc tù đi quýnh thử chơi như thế nào này. Nên. Đây. Chuyển nhạc chính. Nhạc chính thì chuyển gồng lô nha anh em. Đó, vô đây sẽ đốc cả hai ạc luôn. Vô hết vị trí hả? Rồi, vô vị trí đây. Vô vị trí đây. Đây sẽ đốc hết. Làm lại từ đầu. Thiên nhẫn này sẽ tự động. Phạm vi. Đó. Thẻ này. Kim thủ mộc. Kim thủ mộc. Ok. Thế đó một tô từ ngàn còn khá lên test cho anh em xem nha. Bùa thì khoảng cách như 4.4, không cài khoảng cách được. Không cài khoảng cách được. Tiên ngồi lưu tin. Rồi, xong thiên nhẫn này. Rồi sẽ thúc máu ngoài này, nó 7k5 máu đúng không? 7k5 thì mình sẽ đợi 7k4 bốn bệnh. Đó. Còn lại auto. Chiêu thức. Thì ngồi lưu tin.
Mong lòng tâm. Tim ma giải thể. Rồi, tiên nhẫn này. Phim A, là ok. Khi nào muốn loạn phim A, tự động tiên nhẫn lao lên loạn cho em. À, giờ đến setup ạc chính của Khải. Chính thì Khải sẽ đỡ người dùng điều khiển ngũ hành. Ngũ hành. Thủ. Rồi. Rồi xong. Bùm máu. Này máu Khải là 4k hơn có ngày 16k quá dữ. Rồi. Cho 4k, 4k 4 bùm mình. Mua thuốc phục hồi. Ngạo tiếc. Không lâu. Không tiếc tiếc không. Thanh phong phù. Thiên thanh địa chọc. Có thiên thanh địa chọc không cần bốc nữa, chỉ cần thanh phong phù nữa. Rồi. Làm vài bình mà nào lên test thử vài con quái chơi nha nè. Đi mua máu, let's go. Let's go, let's go. Đó. Xong xích đồ. Xong ạc này nọ, ok nè em ơi. Máu, máu. Tiếp bàn quái mà em xem nha. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khả một like chia sẻ lần thay đổi này nha anh em. Khả đang định đổi con một con giò đan nữa mà tầm này không biết ạc nào đã chuyển gì giò đan. Máu chưa? Thì nó mua rồi. Nó mua trời. Ơi con cái phô đâu? Đầu con mua máu không thấy luôn. Qua thành khác này. Nhập auto phiên bản mới không? Có phiên bản mới thì auto đứng im đợi chút nè mày. Có phiên bản mới thì auto đứng im. Rồi, ai mua máu nào. Đó. Lâu lâu auto hay bị đơ một tí. Trụng ngày 10 tiêu tiền gơ quá. Ngày 10 full set đầu tiên tốn tiền gơ quá. Gì mà một ngày tiêu hao gần 200 vàng. Ai buồn cái chém rồi này. Chém. Đó, cứ nó buồn xong nó chém rồi nè. Con thiên nhẫn á. Đó vậy thôi. Quá hợp lý luôn. Đó. Đó, em thấy thế không? Thiên nhẫn đi theo bùa nè. Giờ bắt đầu Khải cho thiên nhẫn loạn này. Ví dụ như muốn thiên nhẫn loạn này, thiên nhẫn loạn. Lên loạn. Đó, thấy loạn chưa? Khải cho thiên nhẫn loạn nó loạn thôi nè. Đơn giản. Tại vì mình set up auto rồi. Thiên nhẫn loạn mình loạn thôi. Tính ra mấy giây. Chưa mắt là 33 giây mới loạn một lần. Cố gắng đỡ cắn con thiên nhẫn mắt, thiên nhẫn loạn nữa là ok nè em ơi.
cố gắng cắn thì nhận mắt thì nhận lộn rồi, ok. Rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho lần theo dõi này một like chia sẻ cho anh em ơi. Lọn này à, quên, còn có lọn chưa? Chưa. Để đưa ảnh lên này nhìn cái lọn á, nhìn giữa nhìn cái lọn, đưa lên cao giữa nhìn cái lọn này. Đó lọn này, lọn đó, rồi đây đây lọn, lọn bot đó. Mình chỉ cần nhấn phím A là loạn thôi nè. Mình chỉnh auto đó là cái gì mình làm. Mình sẵn sàng mình xói từ gạch này, mình auto giao tranh luôn. Muốn loạn lúc nào loạn lúc đó. Rồi ok. Được tay 8k. Rồi anh em xem cho Khảo một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Chúc anh em một ngày xem video vui vẻ nha. Bye bye. Hẹn anh em tối 7 giờ tối hàng ngày gặp lại nha anh em. Và anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để trực tiếp theo dõi những buổi livestream từ kênh YouTube của Khải nha anh em ơi.